Dạ em xin chào các cô chú anh chị và các bạn em là bên kênh bán hàng HTK. Thì hôm nay em giới thiệu cái mà lại cái mã bi bửng con nha cô gì dùng trong xe ga. Đây là cái mặt hàng chính hãng của SKF nha cô chú gì Là thương hiệu cũng đứng đầu trong ngành đạn nha cô chú gì Đây là cái bạc đạn 626002 2RS1C3H Wood nha cô chú chị. Đây là cái bạc đạn hoạt động ở tu cao. Thì cái hệ bạc đạn SKF này thì nó đứng trùm rồi nha cô chú hoặc là đứng xịn nhất trong cái hệ đạn rồi thì có chứ gì mình khuyên dùng bạc dùng bạc đạn có cái lỗi bạc thao nè cái lý do dùng là nó mòn bạc thao nó không có mòn cây cốt của mình còn có chứ gì có ở ngoài thị trường có xài cái bạc mà bạc sắt luôn lỗi sắt luôn thì nó sẽ mòn cốt nhưng cái chứ gì thì thà là mòn cái bạc đạn thay được cái mòn cốt là thay bộ nhung hú tiền triệu nhưng có chứ gì mình cẩn thận cái phần đó thì mình xài hàng mình phải biết biết cái cấu tạo hàng như cơ chứ anh chị Chứ không phải là mình thấy ở ngoài bán cái bạc đạn cái lỗi sắt luôn cái mà hình vô là không đúng Ở Yamaha người ta cũng là cái lỗi mà cái lỗi nhôm như cơ chứ anh chị Cái lỗi nhôm chứ không phải là cái lỗi sắt đâu Yamaha những cái chiếc mà của Zanet đó Zanet đê người ta dùng cái lỗi đó chính là cái lỗi nhôm Cái lỗi hao mòn được chứ không phải là cái lỗi sắt đâu đó, mình lưu ý cô chú anh chị một điểm là như vậy. Tiếp theo hôm nay mình có gì cái mã sản phẩm đó là cụ đề chính hãng CDS Jupiter. Rất là ngon như có gì thì mình quay cho cô chú anh chị xem. Đây là những cụ đề trần thôi, mình mình tiết kiệm chi phí được vài trăm ngàn như cô chú anh chị. Đây thì mình đang bán là 550 000 một một cái củ đề chính hãng như thế này thì mình quay mình cho cô chú anh chị coi. Thì gáp được cho Jupiter và CDS bình xăng con. Đây là cái mã củ đề 3S4 như cô chú anh chị. chị mã củ đề 3S4 là cái đời si du đề mới bình sang con mình đó thì đây là cái củ đề chính hãng như cái gì 100 phần trăm là chính hãng khi giao hàng của chính chị có thể là mượn thầy thợ mình kiểm tra thoải mái trước khi thanh toán như của chính chị thì bên mình không có nhận cọc thì đây là mình đang bán 550 ngàn chưa bao gồm phí vận chuyển thì cô chính chị khi mua kèm theo đơn á thì mình mua mình sẽ có lại hơn có hơn khi mà mình sẽ đỡ được chi phí vận chuyển khi mình chia cái chi phí vô hai ba món đồ là mình đã lợi rồi thì mình nhắc lại mình đang bán là 550 trăm năm chưa bao gồm phí vận chuyển phí vận chuyển tỉnh là hai hai mươi tám đến ba mươi lăm phí vận chuyển thành phố hồ chí minh là 18 tám nghìn đối với những cái vật có trọng lượng nhẹ như thế này nhưng có chính gì có chứ gì thấy rất là đẹp đây là cam kết 100% Mình bán là cái cụ đề chính hãng Rồi khi mà Cô chính chị biết tại sao mà CDS Mình khuyên cô chí chị sử dụng cụ đề chính hãng không CDS Jupiter mình săn con Đặc biệt là cụ đề ở gắn ở dưới cái bụng nhớt Cái bụng nhớt ở dưới, dưới nè Cái bụng nhớt á Cô chí chị biết cái bụng nhớt không Thì nhớt lúc nào nó cũng sẽ ngắm như cái đầu này Ngắm như cái đầu này Thì những củ đề lô á Nó chết rất là lẹ như cái gì Em mình thấy là nếu ai chạy đường dài á gắn của đề lô thứ nhất là đề đề thứ nhất là chắc ăn một điều nha cô chú chị đề nó sẽ ré nó ré cái tiếng khó rất là khó chịu và nếu ai chạy đường dài mà chịu tải mà cỡ trăm cây số gì thì nó sẽ ngắm từ 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 vô cái củ đề mình nó ngắm dầu vô nha cô chú chị chết rất là lẹ thì mình khuyên cô chú chị 550 ngàn nên mua gắn một cái chạy tại vì mình biết cái củ đề này nè khi mà cô chú chị gắn một cái củ đề chính hãng thứ hai thì nó sẽ chạy rất là lâu nếu như cái cô chứ anh chị tại vòng đời đời của cái cú đề này nè nó tuổi thọ nó cũng rất là cao đối với cái cụ đề của Yamaha và đặc biệt sữa thì cái cổ góp nó hơi nhỏ sữa thì nói chung là sữa nó không bền sữa nó nó không cái độ bền nó không cao tại cổ góp nó nhỏ của chứ gì cái cổ góp ngay đây nè cổ góp và để hai cái thang nó chịu lại thì sữa cũng được thì cô chứ anh chị chọn lựa thì đây nay mình đáng mới cô chứ gì chỉ cắm vô thôi Chính chị thấy nó đẹp xuất sắc. Đây là chính hãng nha các anh chị. Chính hãng. Đấy, chính hãng. Mà mình về về cái lô này là mình có vẻ như là tháo trên xe xuống nè. Không biết cái lô xe làm sao mà người ta tháo trên xe xuống bỏ nè còn thấy cái dấu mở rồi chứ gì. Cái dấu mở để cắm cũ nào cũng như cũ nấy. Có cái dấu mà mở á để cắm cái cụ đề vô thân máy á, mình cảm giác là khi mình đã trét thì người ta cắm vô nhìn cái sim là biết chính hãng rồi nè cái sim rất là bóng thì cái lô này mình thấy có một điều là như vậy một điều là đây nè người ta trét mở để cắm vô á, giống như cắm vô máy à vậy là cái cái lô này là gọi là cái lô mà cũ đề lắp ráp nhà máy rồi nhưng là có thể là người ta trét vô người ta chuẩn bị gắm vô máy hay sao đó thì mình hiểu năm na là như vậy nhưng có cái gì thì mình cam kết trăm trăm chính hãng tại vì mình làm nghề mình lựa đồ là chuẩn rồi an tâm những việc này đẹp thật luôn á chiến này mình vì cái cụ đề này đẹp rất là đẹp em có cái bình là mình thử cho thử cái gì xem không tiếc không có cái bình